Hello, xin chào các bác nha. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bác một cây cầu mới xây dựng ở thành phố Yên Bái. Cây cầu dây rất là đẹp luôn các bác nhé. Bắc qua con sông Hồng thơ mộng. Đây là phía phần hạ lưu. Là xuôi về hướng này là sẽ chảy về Hà Nội này. Đây là phần thượng lưu. Thượng lưu về phía bên kia là sẽ chảy trên Lào Cai chảy xuống các bác nhé. Đó. Đây là cầu, đây sẽ có hai làn đường các bác nhé. Cầu rất là hiện đại. Cầu này là không, tôi xin lỗi các bác, không phải là hai làn đường mà bốn làn đường. Bốn làn đường, trong đó thì là mỗi hướng là hướng hai hướng ngược chiều nhau. Đây là đường một chiều. Phân cách và giải phân cách cứng các bác nhé. Đấy, ở giữa dây kìa. Đây là phía đằng sau. Mùa này là mùa nước cạn này. Các bác thấy bác cắt bồi hở. Về đằng kia là trung tâm thành phố Yên Bái nhá. Đấy. Hướng này là về trung tâm thành phố Yên Bái các bác này. Cầu này cũng mới khánh thành từ cách đây được mấy tháng này các bác ạ. Tên cầu là cầu Bách Lẫm. Đấy. Đấy, di chuyển ra này nhá. Cầu rất cao luôn, nhà này là ít bên dưới chân cầu. Đây có một lối rẽ các bác này, nhưng mà người ta mới để chờ đấy thôi, người ta chưa xây dựng. Các sau tiếp đấy người ta mở ra. Đây là về hướng về trung tâm thành phố Yên Bái các bác nhá. Đây là về khu chỗ kia, chỗ đường Yên Ninh, chỗ khu vòng xuyến T2, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái. Xây nhà đấy quá. Đường này cầu mới tinh vào đây, các bác nhìn cái cây thì họ vẫn đang mới làm. Đấy, đây là vào khu chân dốc km 2 vòng xuyến đường Nguyễn Thái Học, công ty xăng dầu các bác nhá. Đấy. Công ty xăng dầu Yên Bái. Đây là cái hai. Đây các bác có thể nhìn thấy kìa. Đi thẳng là ra ngã tư Nam Cường này, 1 km. Thì phía chéo bên kia là đi Nghĩa Lộ, 83 cây. Rẽ trái ngay đây là hướng này là đi ga ra ga Yên Bái là 12 km. Và đi quốc lộ 70, đường đi Lục Yên các bác, thì là rẽ bên phải đấy. Đường đấy là đường đi Hà Nội luôn các bác nhá. 72 cây là đi đến quốc lộ 70. À 22 cây chứ, nhầm, xin lỗi các bác. Đấy. Thôi chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển nhá. Đèn chuẩn xanh rồi. Phòng dưới này, viết theo store này, viết máy tuyển hàng này, xe máy Hòa Bình này, trung tâm. Đây là FPT Shop.
huyện Sơn Dương thứ hai các bác nhá. Điện máy xanh các thứ ở đây là này các bác nhá. Hướng này là hướng về km 5 thành phố Yên Bái các bác nhá, trung tâm quảng trường 19 tháng 8. Rồi, tôi sẽ kết thúc video đây, hẹn gặp lại các bác ở video tới nha. Tắt video đây, chào các bác.